Có thể nói rằng thầy trò chúng ta đã trải qua những ngày tháng đầy bất an, cho nên gặp lại nhau đó là một cái phước báo lớn. Vì trong đạo tràng của chúng ta đã có quá nhiều người nằm xuống, khoảng 200 Phật tử của đạo tràng chúng ta mãi mãi ra đi trong cơn đại dịch vừa qua. Cao điểm nhất là từ rằm tháng 7 cho tới Trung Thu. Có ngày thầy phải nhận gần 10 cái tên mà mình đã từng quen, từng biết, từng tu học chung với nhau mà không làm được gì. Có người mới gọi điện thăm có mấy ngày, sau đó gia đình con cái báo là đã mất. Cho nên cái nỗi ám ảnh đó nó làm cho mình càng thêm lo lắng, càng thêm bất an. Thậm chí không dám cầm điện thoại, thấy người ta gọi cũng không dám nghe, thấy tin nhắn cũng không dám đọc. Tại vì toàn là gửi những cái tin nhắn cầu cứu, xin cầu an ba mẹ con hấp hối, vợ con bệnh nặng, hoặc giả là gửi xin cầu siêu. Bây giờ đại dịch đã đi qua, những ngày tháng mà cực kỳ hoảng loạn như thầy Hạnh Bảo mới vừa nói nó không còn. Nhưng chúng ta cũng chưa đảm bảo được sự bình an của mình trong hiện tại và tương lai. Hơn bao giờ hết chúng ta hiểu thấu được lời của Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đó là mạng người chỉ tồn tại trong một hơi thở. Có những ngày tháng chúng ta thấy tiền bạc nó vô nghĩa, tài sản không có gì hết, quyền lực cũng không thực thi được, danh lợi nó như là một cái ánh chớp, như là bọt nước. Chỉ có cái tấm lòng của chúng ta dành cho nhau và tâm thành của chúng ta hướng về Tam Bảo, nó là cái chất để mà giúp cho chúng ta có thể duy trì và tồn tại. Cho nên mặc dù dịch bệnh nó đem tới sự hủy diệt, sự đổ nát, nhưng ít nhất nó cũng để lại cho chúng ta một cái sự nhận thức sâu sắc về sự biến động của cuộc sống. Không có cái gì bảo đảm được. Sáng nay thầy nghe nói bà Diệu Chí đi ra đây thăm thầy, thầy mừng ghê đó. Ai thầy bảo đi qua đây kiếm bà Diệu Chí không thấy đâu. Quý vị nhớ bác Diệu Chí không? Người lớn tuổi của đạo tràng, học giỏi, giáo lý nhất. Hôm nay cuộc gặp là bà Diệu Chí mừng lắm. Tại vì có nhiều người trong đạo tràng mình không có tới đây được nữa. Chính vì lẽ đó, chúng ta không lơ là với chuyện tu học được, phải nghiêm túc hơn và phải mạnh dạn tinh tấn hơn, để không có gì lưu lại một chút tiếc nuối trong lòng của chúng ta khi chúng ta đang chạm tới cửa ngõ của sự vô thường đổi thay. Bình sinh thì chúng ta có nhiều ước mơ, rồi chúng ta có nhiều dự định, và mỗi người có một cái công việc riêng. Và đa phần là chúng ta bị ảnh hưởng bởi công việc của mình. Chính bản thân thầy với thầy Hạnh Bảo cũng vậy, bị ảnh hưởng nhiều. Quý vị biết trong những ngày tháng qua đó, 2 năm mấy mới gặp thầy Hạnh Bảo, cũng có những lúc lo âu. Tại vì nghe thầy bệnh, thầy Hạnh Bảo không khỏe, hỏi thăm động viên nhau thôi. Nhưng mà thử hỏi bây giờ làm sao tránh khỏi được cái già, cái bệnh, cái chết. Tổ linh hụ già rồi, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na gì thế. Có nghĩa là vô thường, già bệnh chẳng hẹn cùng ai, sớm còn tối mất,
chỉ trong khoảnh khắc đã sanh qua đời khác. Cho nên hai huynh đệ cũng thường động viên nhau, an ủi nhau, nhất là lúc mà vị chuyên tu bị dở trận, kỹ lắm, vẫn bị nhiễm. 10 thầy bị nhiễm, rồi bị tái nhiễm lại lần hai. Mà vui lắm quý vị, từng đợt người mà bị dương tính ấy, qua khu cách ly đó là cái nhóm người cũ đón chào nhóm người mới vui lắm. Dương tính hay vui quá, nhảy tưng tưng lên. Mình thì đứt ruột, đứt gan trà, vui lắm. Tinh thần của các thầy vẫn lạc quan. Xem như một sự trải nghiệm để hiểu được cái nỗi đau của cái người bị bệnh, lo lắng, suy tư, hoang mang. Mấy người bệnh thì mập lên, thầy không bệnh, thầy ốm xuống, ốm 9kg á quý vị. 9kg cũng rổ thịt chứ không ít đâu. Quý vị nghĩ lại đi, mình sẽ thấy cái ân tình rất là quan trọng trong những lúc nguy nan. Chỉ cần sự động viên, an ủi, hỏi thăm nhau. Có mấy vị Phật tử kể cho thầy nghe là nhận được tin nhắn người này, nhận được tin nhắn người kia thăm nhau, họ mừng lắm. Rồi đồng thời họ cũng nói là có một vài người nhắn tin con nghe con cũng bực lắm. Thầy nói con à, đừng có bực trong lúc dịch bệnh này, đừng có bực. Là tại vì sao? Đừng có nghĩ người ta làm phiền mình. Mà khi mà người ta gửi tin nhắn mình nhận được, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang biết họ là người bình an. Tức là họ gửi cho mình một cái thông điệp về sự bình an, sự tồn tại của họ. Trong bão giông, họ vẫn có một cái chỗ yên lành. Những tin nhắn đó là để gửi cho nhau những thông tin tốt, tự tin với nhau, nương tựa nhau, cái đó hay lắm. Thì trong chuyến Phật sự ngắn ngày của Thượng Tọa Hạnh Bảo ở tại Việt Nam, thầy thỉnh thầy Hạnh Bảo về đây để thăm đạo tràng, để sách tấn. Tại vì cũng đã là 2 năm mấy rồi. Sau lần gặp này thì không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Cho nên là mình nên quý tất cả những gì mình đang có, quý tất cả những nhân duyên. Cho dù đó là nhân duyên mà không thuận đi chăng nữa, mình cũng nên quý đi. Tại vì mình tu học thì cái chuyện thuận với chuyện nghịch nó chẳng qua chỉ là tác động tới cái cảm thọ ở trong tâm của chúng ta. Thuận thì chúng ta có cảm thọ vui, mà nghịch thì chúng ta có cảm thọ không vui. Cho nên cái khổ thọ và cái lạc thọ đó nó liên tục nó chi phối chúng ta. Tới một lúc nào chúng ta sẽ bình tâm đứng trên mặt bằng của cảm thọ, khổ lạc. Và điều mà chúng ta có thể làm được đó là dùng cái tâm của người học Phật, biết rằng gặp nhau là khó, cùng tu tập đó là một nhân duyên. Với cái tâm đó nó sẽ hóa giải được tất cả những cái nghịch thành cái thuận, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trải qua những thăng trầm, những biến động lớn của cuộc sống, của xã hội và của toàn thế giới, thậm chí những đứa nhỏ nó không hiểu biết nhiều nhưng nó cũng sợ. Điều đó để chúng ta thấy không có lý do gì mà chúng ta phải chờ đợi. Khi mình được nhận một thông tin về một việc thiện nào đó, hay là một ai đó rủ chúng ta hướng thiện hay làm việc thiện, vì đã có rất nhiều người Phật tử của chúng ta muốn tới đây tu tập không tới được, không dám tới, và có người mãi mãi không tới được. Thường ngày cứ hẹn, chúng ta làm việc cho cuộc sống của mình thì cả cuộc đời không bao giờ dừng nghỉ. Nhưng chưa bao giờ chúng ta suy nghĩ ra được một điều,
bao giờ thì chúng ta sẽ nằm xuống. Khi thấy xe tang đi qua, chúng ta cúi đầu tiễn đưa thì cũng thoáng nghĩ về kiếp nhân sinh, như áng mây tụ tán cuối trời, như chiếc lá thu úa ở một góc nào đó trong vườn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng bị cuộc sống nó cuốn hút. Hễ cuộc sống nó cuốn chúng ta đi thì chúng ta bị chi phối bởi tham. Tất cả những thứ mà nó đẩy chúng ta đi trong cuộc sống này thì tất cả đều ảnh hưởng tới cái bản ngã, sự tham chấp của mình. Cho nên hôm nay thầy với thầy Hạnh Bảo xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề nhằm để cùng nhau nhắc nhở về sự tu tập, để tự mình tạo cho mình có một năng lượng tích cực ngay trong cuộc sống đầy những biến động. Lòng chúng ta vững hơn khi đối diện với vô thường thay đổi qua chủ đề đừng đợi chờ. Kính thưa quý vị Phật tử, có rất nhiều Phật tử đó tới chào thầy. Thầy nói lâu rồi không gặp, mấy đứa con tới chùa, con bận quá, con cái còn nhỏ quá không đi được, đợi con nó lớn lên chút rồi con đi chùa. Đây là cái câu nói mà thầy thường nghe nhất của các bạn Phật tử trẻ có con nhỏ. Đương nhiên trách nhiệm của mình làm cha mẹ phải chăm sóc và lo lắng cho con cái rồi, nhưng bây giờ hỏi các bác Phật tử lớn hơn chút nè, lớn tuổi hơn chút, các Phật tử trung niên đó, khi con cái mình còn nhỏ mình bận rộn lắm, nhưng mà bây giờ nó lớn hơn chút, nó học trung học, nó học đại học, mình bớt bận chưa? Bớt chưa quý vị? Chưa. Bây giờ hỏi tiếp các bác Phật tử mà bắt đầu tuổi hoa râm rồi đó, tóc bạc da mồi rồi đó, con cái nó lập gia đình, nó trưởng thành, xin hỏi mấy bác rảnh chưa? Chưa, phải không? Nó đẻ cho mới cháu, nó giao cho bà nội bà ngoại, ông ngoại ông nội để giữ đó. Cho nên trách nhiệm của mình đối với con cái là cái chuyện tất yếu, nhưng mình phải biết thu xếp, dành một góc thời gian riêng để cho mình tu tập. Tu tập cho ai? Cho bản thân mình, cho gia đình mình. Và điều đó không nên hẹn. Đừng có đợi con mình nó lớn khôn rồi mới hẹn. Ngay từ lúc nó còn nhỏ đây là mình vẫn có thể sắp xếp được cái thời gian để mình tu tập. Cách đây mấy ngày, thưa quý vị, thầy có đi tới một cái nơi đó ở Bình Dương đi cúng, mệt quá cũng phải đi cúng, cúng cho cái khu nhà trọ đó, cả trăm cái nhà trọ, phòng trọ, trong đó có những người công nhân Phật tử và có những người công nhân bị mất vì Covid. Thưa thầy là có một cái cô đó cũng đang có thai, cũng bị nhiễm Covid trong cái thời mà trong cái khoảng thời gian cao điểm của tháng 7 đó, thì cổ mất, nhưng mà cứu được đứa con, cô đó mới có 25 tuổi thôi, cứu được đứa con ở trong bụng. Không siêu thoát. Những người trong khu trọ đó thường thấy. Thì đến cúng thì có cái em là chồng nhà của cái cô đó, còn trẻ đó, mới 26 tuổi. Khi cúng xong siêu độ ở đó xong, thầy mới nói con à, có thương vợ thì mỗi tối nó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu cho vợ, chứ đừng có mà nhớ thương rồi cứ kêu em ơi em hỡi em à, là tao không đi được, tội nghiệp. Hai vợ chồng từ ở quê miền Tây lên đó làm công nhân, gặp nhau thương yêu nhau kết nghĩa châu trần,
thì coi như tứ cố vô thân chỉ có hai vợ chồng thôi, thì người ta thương nhau, tình cảm đó dưới góc nhìn của Phật học nó càng đậm thì nó càng trói buộc, và đó là lý do khiến cho cô vợ khó siêu thoát. Thầy mới nói là con thương vợ thì nên niệm Phật tụng kinh mọi tối một chút, hồi hướng cho vợ, chứ đừng có réo, đừng có níu kéo. Cực đầu già mà nước mắt lưng tròng mới thấy được cái cuộc sống này có những điều rất bình thường. Có khi thường ngày chúng ta không trân quý, nhưng khi mất đi chúng ta mới thấy là mãi mãi không còn. Và nỗi khổ đau chia cách bởi nghĩa tình vợ chồng, cha mẹ với con cái, anh em ruột thịt với nhau, đó là điều mà Đức Phật dạy, đau khổ thống thiết vô cùng. So sánh bằng một cái hình ảnh rất sinh động, đó là nước mắt của chúng sanh đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt nhiều hơn nước của bốn biển. Trở lại cái sự đợi chờ, con mình nó khôn lớn chút rồi mình mới đi chùa, đi tụng kinh, đi niệm Phật, đi tu tập, thì thầy nghĩ rằng những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ, chúng ta chăm sóc con chu đáo tử tế, nhưng mình cũng phải dành thời gian để tu tập. Không đến chùa tu tập được ở đạo tràng thì chúng ta tu tập tại nhà. Đến chùa cũng có thể dẫn con tới đi chùa tu tập, sắp xếp thời gian, ví dụ một tháng mình đi một ngày, có điều kiện thì mỗi tuần hoặc là hai tuần, không thì mỗi tháng còn ở nhà, mình cũng nên sắp xếp thời gian tu tập. Cả vợ chồng không nhiều thời gian đâu, 15 phút cho tới 30 phút mỗi buổi tối sau khi cơm nước xong, theo lẽ chơi game, xem phim, tán gẫu, thì vợ chồng ngồi lại tụng kinh niệm Phật và dạy cho con của mình từ nhỏ đó, nó cũng ngồi kế bên niệm Phật. Thầy thấy có nhiều gia đình dạy tốt, khi đến chùa con cái còn nhỏ thôi, mấy đứa nhỏ còn nhỏ thôi, mới biết đi mới biết nói, nó cũng ngồi kế bên, nó cũng chắp tay, nó cũng đọc, mà không biết nó đọc cái gì. Ba mẹ nó đọc, nó cũng ngồi, nó cũng đọc nhảm theo. Nhưng mà cái cách dạy nó rất là tốt, cho nên đừng có đợi. Đợi con lớn, xin lỗi, mình sẽ còn bận rộn những thứ khác, và còn có những thứ lo lắng khác và những thứ phiền não khác. Có khi chúng ta đợi cho cái thu nhập của mình, cuộc sống của chúng ta nó tạm ổn định về kinh tế, mình mới làm chuyện này, mới làm chuyện kia. Đa phần chúng ta đều tính như vậy, phải không quý vị? Đừng có tính, đừng có đợi. Người ta có 10 đồng, người ta làm từ thiện 10 đồng, người ta cúng dường 10 đồng, mình có 1 đồng, mình làm 1 đồng. Chứ đợi tới khi có 10 đồng, cái mình lúc đó mình khác rồi, cái mình muốn có 100 đồng. Hoặc giả là mình chưa có thể tồn tại được tới lúc chúng ta có 10 đồng. Để chi tiêu sinh hoạt cuộc sống đương nhiên là phải có kinh tế. Kinh tế ổn là gì? Không phải là có nhiều tiền quý vị. Quý vị thấy không, dịch bệnh nó ập tới, nhiều người tiền nhiều lắm nhưng mà bây giờ là phá sản, không còn gì hết. Cho nên mình xác định lại, kinh tế ổn không phải là có nhiều tiền, mà là cái việc làm của chúng ta nó ổn định, và cái chi tiêu trong cái cuộc sống của chúng ta nó có một cái công thức rõ ràng. Chúng ta không có quá phung phí, chúng ta cũng không quá keo kiệt, mà chúng ta chi tiêu một cách cụ thể rõ ràng. Đức Phật dạy cho các thương nhân thời xưa về vấn đề buôn bán và chi dụng lợi nhuận của mình theo công thức như sau. Lợi nhuận chia làm 4 phần, quý vị nhớ ha. Phần thứ nhất đó là tái đầu tư. Phần thứ hai là chi dụng trong gia đình. Phần thứ ba là để dành khi hữu sự. Và là phần thứ tư đó là bố thí cúng dường. Đảm bảo theo công thức này, phước báo của vị sẽ tăng chứ không có giảm. Khi phước báo mình đã tăng thì tự nhiên thu nhập của chúng ta nó ổn định, chắc chắn như vậy. Không có phước của vị làm đâu nó thua đó, còn có phước làm chơi cũng ăn thiệt. Cho nên chúng ta cải tạo cái nhân của cái phước, cải tạo ngay cái gốc.
thấy người ta kêu gọi làm từ thiện, người ta có 100 ngàn, người ta đóng góp 100 ngàn, mình có 10 ngàn, mình đóng góp 10 ngàn, nó cũng là tiền mà. Nó cũng là tiền. Tiền của mình có, nó thuộc về tài sản của mình. Cho nên không có căn cứ trên số lượng nhiều hay ít, mà căn cứ trên cái mình đang có, cái số mình đang có, và cái tâm thành của mình, công đức mới kết ở ngay đó, về sự tu tập. Vô thường tới chúng ta muốn cũng không làm được, không thể làm được. Quý vị thấy đi, khi mà tài sản của mình làm đó, bố thí cúng dường đó, thì phước báo đó mình sẽ được nhận hết. Kính thưa quý vị, xin phép trở lại vấn đề là khi cái phước báo của chúng ta nó ổn định, chúng ta được chăm sóc tốt đó, thì tự động nó sẽ thay đổi rất là nhiều thứ trong cuộc sống này. Mọi thứ nó thuận lợi với chúng ta. Còn mình không có phước, cho dù có ai đỡ đầu, có ai đưa vốn cho chúng ta làm, chúng ta cũng làm không xong. Dù người ta làm sẵn hết cho mình, chỗ đó mình ngồi không, mình đếm tiền cũng đếm không được. Chắc chắn như vậy. Cái phước báo nó quan trọng. Mình là người Phật tử tại gia, mình tu tập trên cái phương diện phước và huệ, cả hai cùng tu tập. Tu huệ để giải thoát, tu phước để chúng ta có phương tiện nó tương đối đủ đầy. Chứ bây giờ muốn tới đây tu tập mà không có xe đi, thậm chí có tiền mà không có xe đó. Hoặc là xe có đó mà không có tiền, rồi có xe có tiền có tài xế, quý vị thấy không? Khi mình có phước nó sẽ hội đủ tất cả những yếu tố để giúp cho chúng ta thành tựu được cái tâm nguyện trong sáng của mình. Phải giữ gìn cái phước này. Có nhiều người có phước không biết nuôi dưỡng lắm quý vị. Trong kinh gọi là phước bất đường quyên, tức là không có phung phí cái phước báo của mình. Nhưng mà có một vài vị thầy có nhận thấy là phung phí phước báo, rất phung phí phước báo. Có thể chi ra cả 100 triệu mua một cái túi sách, nhưng mà bố thí cúng dường đó thì lại đắn đo, cho dù chỉ là 50 ngàn đồng. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị đi chùa, chùa nào cũng sẵn sàng đãi cơm chúng ta hết, đó là truyền thống của chùa mà, là của bá tánh, của thập phương. Mình là Phật tử cũng thuộc về thập phương bá tánh, cho nên mình tới mình dùng cơm chùa là bình thường, không có thiếu nợ gì hết. Nhưng mà cái lịch sự tối thiểu nhất là mình ăn cơm thì mình cũng cúng dường là một chút xíu tiền điện, tiền nước, phải không quý vị? 20 ngàn đi, mình mua cái hộp cơm bình dân 20 ngàn, thì coi như mình gửi 20 ngàn lại, ít nhất lòng của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn, mình ăn nó cũng cảm thấy nó ngon hơn, tự tin hơn, phải không? Nguyên nhóm ai cũng ăn cơm xong gửi cúng dường, mình không cúng, mặc dù mình có tiền, là thấy nó hơi kỳ kỳ, phải không quý vị? Ở đây không phải là mình tính cái chuyện tiền, nhưng mà để mình suy nghĩ, để mình thấy được cái văn hóa ứng xử, cái lịch sự tối thiểu. Bạn mình lâu lâu nó gặp mình, thăm mình, nó cho mình một cái túi kẹo, mình cũng kiếm cách mình mua cái gì chai nước ngọt gì, mai mốt gặp mình gửi lại nó cho nó huề. Cái đó là cái bình thường. Chùa không có cần cái đó, không có đòi hỏi cái đó. Cái sự mà các Phật tử tới chùa lễ Phật đã là gieo duyên, ăn cơm chùa cũng là gieo duyên đó, mình lượm một cái miếng rác mình bỏ vô thùng cũng là gieo duyên. Thì cái văn hóa ứng xử đó nó phải được thực tập lâu ngày, nó sẽ tăng trưởng cái phước báo của chúng ta. Chứ còn mình ăn quá trời quá đất, mình không có nghĩ gì tới cái chuyện mà cúng dường lại hay này kia cái đó. Đó là cái làm cho phước của chúng ta nó sẽ giảm, chắc chắn như vậy. Tại vì mình xài hết rồi, phung phí hết cái phước rồi. Cho nên mình làm được ra tiền, chúng ta phải cân đối về cái tài chính thu nhập để chi tiêu sinh hoạt cho cá nhân mình, cho người thân của mình, cho gia đình của mình. Là Phật tử là phải để ý chuyện này. Nhưng mà có nhiều Phật tử thật sự là cảm động lắm, tức là gia đình khó khăn, nhưng mà
hết sức là thành tâm cúng dường Tam Bảo, bố thí. Phát tâm cúng dường mình cứ lên Tam Bảo mình phát nguyện, con xin phát tâm cúng dường vị tôn túc này, chùa kia hoặc là Phật sự gì đó. Phát tâm cúng dường mình khấn nguyện giống như là một cách để mình phát nguyện. Khi nào mình có đủ điều kiện mình cúng dường, ví dụ như là mình vừa lãnh lương xong đó, hoặc là mình bàn với lại gia đình của mình, người thân của mình với chồng con của mình cúng dường như vậy, để cả gia đình đều tùy hỷ với các Phật sự của mình. Nhưng mà cũng có một số Phật tử là cúng dường lén, con cúng dường này ông xã con không biết. Tự nhiên mình vừa cầm xong cái nói câu đó, cái nó khó xử lắm thưa thầy. Cúng dường nó có thanh tịnh nè, đúng pháp nè. Thanh tịnh tức là cái tài sản đó là tài sản sạch, do chính mình làm bằng chánh nghiệp, chánh mạng, và có cái sự đồng ý của những người mà cùng sở hữu cái tài sản đó. Thì trong gia đình thì có ai? Có chồng, vợ, con cái. Nếu một trong những người đó mà họ chưa quan hệ, chưa đồng ý, thì chúng ta thuyết phục hoặc là chúng ta giải thích làm sao để cho họ hiểu. Cúng dường nó cũng không có mất. Đó là một cách để chúng ta vun trồng cho cái hạt giống phước báo tăng trưởng thôi. Gia đình đồng thuận thì nó sẽ không dừng lại chuyện đó, mà nó còn phát triển thêm những cái chuyện bố thí cúng dường khác sẽ tốt hơn. Nhưng mà thật ra có một vài hoàn cảnh rất éo le, những người thân của mình không có đồng ý, thậm chí họ còn không thích khi mình đi chùa nữa, phải không quý cô? Không thích nữa, nghe đi chùa đó là không vui. Rồi mình á, mà lỡ có chuyện gì đó, bà đi chùa đi, bà giữ như quỷ vậy. Cho nên mình nghe mình cũng tự ái, nó xúc chạm tới cái niềm tin tâm linh, tới cái tín ngưỡng của mình. Ở đây trở lại cái vấn đề, tức là đối với lại cái chuyện tiền nong trong gia đình, kinh tế, thu nhập gia đình, mấy đứa con đừng có hẹn. Hẹn đợi có tiền, đợi kinh tế ổn định, đợi lãnh lương thì sẽ làm cái này làm cái kia. Người Phật tử phát nguyện, phát nguyện thấy chùa đó nghèo, mình muốn cúng dường một bao xi măng hay xây dựng, thì mình phát nguyện là cố gắng giữ cái nguyện đó để mình thực tập. Không có một bao mình cúng nửa bao, rồi tháng sau mình cúng nửa bao nữa, chúng ta vẫn có thể làm được hết. Ngay lúc bây giờ có thể. Đó là cái điều rất là quan trọng. Rồi mình cứ hẹn là đợi vợ em đồng ý, đợi chồng em đồng ý, đợi con em đồng ý, thì tất cả những cơ hội mà chúng ta phát triển về thánh nghiệp, về thiện nghiệp, nó sẽ trôi qua, nó sẽ đi qua, và chúng ta khó có cơ hội để chúng ta thực hiện, nhất là những cái chuyện tình nghĩa. Đó. Chúng ta trong cái hoàn cảnh mà bị xáo trộn nhiều bởi cái cuộc sống vô thường chi phối này, tiền bạc mình đã từng thấy rồi, có những ngày tháng nó không có ý nghĩa gì hết, chỉ cần thở thôi, thở không nổi nữa, thì tiền có giá trị gì? Không là gì hết. Trong ban hành đường mình có cô Năng Hạnh đó, biệt danh là Má Ba đó, mất vì Covid đó, trong những ngày tháng cao điểm nhất. Và người mà trở về cõi chết tức là cô Tư làm trong bếp ấy, bị nhiễm Covid nặng, hôn mê. Cô Tư đó là chị ruột của Ni Sư Diệu Lành đó, là nấu ăn xuyên suốt cho chúng ta từ lúc thành lập đạo tràng cho tới bây giờ. Thì quý vị nghĩ đi, một chặng đường dài đã là 18 năm. Bị nhiễm nặng lắm, chở đi bệnh viện Bà Rịa, xong rồi hôn mê chuyển đi Vũng Tàu. Cô lành gọi thầy ơi, mà khóc bù lu bù lo. Thầy cũng đứng tim hỏi chuyện gì, giờ mà mùa này mà nghe ai gọi khóc là tự nhiên muốn đứng tim. Hỏi chuyện gì thầy ơi, Tư chứ đi Vũng Tàu, hỏi đi Vũng Tàu làm gì khóc. Chỉ nhiễm Covid hôn mê rồi mà người ta nói đi Vũng Tàu là khi đi là đi thân xác, khi về hủ cốt đó thầy ơi. Thầy cũng hồi hộp, từ từ bình tĩnh. Rồi thầy mới gửi
cho bác sĩ giám đốc chăm sóc giùm, tại đâu có được vô thăm viếng, đâu được lo gì. Thầy nói nhà ta tụng kinh cầu an, làm đàn dược sư tụng kinh cầu an. Thì Tư là cái người mà có nhiều cái gắn bó kỷ niệm với các hoạt động của chùa mình, đặc biệt chỉ lặng thầm làm ở khu nhà bếp thôi, không bao giờ bước ra bên ngoài. Thì quý vị thử nghĩ đi, trong cuộc sống này cái gì là cái làm cho chúng ta ổn? Chỉ có trái tim của chúng ta. Khi nó phát ra những nhịp đập chân thành, tha thiết, mới làm cho chúng ta cảm thấy ổn. Thì có nhiều Phật tử trong đây ta từng bị nhiễm, thậm chí người ngồi kế bên thầy cũng từng bị nhiễm. Nhiễm mà còn không chấp nhận nhiễm nha. Không là không, tôi không nhiễm. Ghê gớm vậy đó. Đã từng bệnh, thầy anh bảo cũng từng có những ngày tháng bệnh. Xin thưa với lại quý vị, đó là chùa cũng phải tụng kinh cầu an. Các thầy hỏi sư phụ, thầy anh bảo bệnh sao mà sư phụ tụng kinh cầu an? Nó bệnh. Bệnh rất nặng. Cho nên về đây ngồi đây là mừng lắm. Chứ sợ đó là một cái hũ là đau khổ lắm. Mà cái hũ đó cũng không biết cái hũ của ai nữa. Giờ là tùm lum tùm la, nó lộn búa xua rồi không biết. Có mấy gia đình Phật tử đó bị lộn đó, thờ cho đã rồi người ta tới báo rồi mới biết lộn. Nói trời, bấy lâu nay con phải thờ mẹ, con còn thờ ai đó, thờ cái ông nào. Thế mà ai cũng được. Trong lục đạo này tất cả chúng ta đều là người thân của nhau. Thầy xin phép được trở lại vấn đề, tức là cuộc sống này nó có nhiều biến động đổi thay như thế. Cho nên đối với vấn đề tiền bạc, con cái, chúng ta chớ có hẹn. Đặc biệt đó là những cái việc thiện, những cái việc nghĩa tình, vì chúng ta không có thời gian để hẹn. Và có những cái hẹn mà có khi đến cả trăm năm, có khi đến cả cuộc đời chúng ta mới có thể làm được, hoặc là có khi sẽ không làm được. Còn những thứ mà chúng ta hẹn như thế nào, chúng ta đợi chờ như thế nào, rất là nhiều vấn đề. Xin phép được cung thỉnh từ tòa hành bảo sẽ trình bày thêm với lại cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Thì như nãy giờ quý vị đã nghe qua, thượng tọa cũng đã nói rất nhiều về một cái thứ nhất mình nói chung là một cái cộng nghiệp hiện tại để mà xảy ra đến những cái đại dịch như thế. Và trong mỗi cái cộng nghiệp đó thì nó sẽ có những cái biệt nghiệp riêng cho từng cái trường hợp, từng cái sự việc, từng cái con người. Khi những năm đầu sau 2019 đến bây giờ mà tôi được quay trở lại Việt Nam thì nó cũng là 3 năm, 19, 20, 21, bây giờ tới 22. Tức là 3 năm ngắn mà 2 năm dài mới quay lại, mới gặp lại thượng tọa với quý vị. Trong cái thời gian đại dịch đó thì vẫn phải lưu trú tại cái trụ xứ của mình. Thì có những cái thăm hỏi của các vị sư trưởng, ở đây có những vị ni sư cũng gọi qua thăm chúng tôi. Ni sư hỏi thăm thượng tọa khỏe không, qua cái đại dịch như thế nào, rồi cũng trình bày kể những cái công việc như vậy. Nhưng mà vị ni trưởng đó có một cái câu vấn an mà cũng rất là hay. Sư nói là thượng tọa, con thấy đúng là cái đại dịch này nó làm kinh hoàng, nó làm tang thương, nó làm chết chóc quá. Nhưng nó chỉ có giết được cái thân mạng của con người ta thôi. Còn cái mà nó tinh vi, nó tinh tế hơn, đó là cái tham sân si của con người đó, nó giết không được. Thì khi tôi nghe nói đó thì tôi nghĩ thân mạng nằm xuống rồi thì tham sân si nó cũng đi mất mà. Nhưng mà không, suy nghĩ kỹ ra mới thấy đúng là cái mạng mình nó mất, nhưng mà cái lòng hận, cái lòng giận, cái lòng tức, lòng tiếc, lòng tham, đủ thứ nó vẫn còn bàn bạc xung quanh. Đối với mình, đối với những người thân của mình, nó không mất. Thế giới quý vị thấy vẫn phải chiến tranh, vẫn phải tranh đấu, vẫn phải gây gỗ, vẫn phải hận thù, nó đâu có mất.
ông này ngồi tức ông kia rồi bấm nút, ông kia tức ông nọ bấm nút, cái mình đây lãnh hết. Thành ra dù rằng cái COVID, cái con cái vi trùng này, không ai thấy nhân tướng hết, nó vô hình vô tướng, mà nó làm cho tất cả thế giới điên đảo. Không ai thấy nó hình dáng như thế nào hết, mà từ nguyên thủ quốc gia, từ cho lãnh thổ mà lớn lao cho tới cái hang cùng ngõ hẻm, giăng dây đường phố, quý vị thấy không? Không ra khỏi cửa, không bước ra khỏi nhà, là nó không có chừa một cái ngăn ngách nào hết. Thành ra quý vị thấy cái sức mạnh của nó kinh hoàng như vậy. Thành ra khi mà quý vị đã nghe rồi, chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta còn đợi cái gì, còn chờ cái gì? Bây giờ đợi, như hồi nãy quý vị nghe đó, đợi cho có thời gian. Ai cũng vậy hết, cái điều thầy nói nó không có sai, chúng tôi bên đó cũng vậy thôi. Các bác tới chùa, các anh đó, đợi con về hưu đó, rồi con mới có thời giờ đi chùa nhiều. Tôi nghe tôi cũng đến tay thấy cũng còn có 1 tháng, 1 năm, 2 tháng gì nữa tới về hưu. Đến khi về hưu rồi bây giờ 2 năm không thấy tới chùa, hỏi làm sao thì trời, phải ở nhà coi chừng cháu, không có đợi được đó. Thành ra đó, khi mà nghe mà biết được cái nạn dịch nó ra, nó rơi vô đâu, nó cũng rơi vô chính mình. Tôi cũng không nghĩ rằng qua cái tai biến vừa rồi đó, gọi là tai ương nạn trời này vừa rồi đó, nó cũng nhiều cái rất là biến động. Thứ nhất, tới năm 2020 đó là bị cái sạn mật nó bị đau nhất, phải đi nhà thương 5 lần 7 lượt đi cấp cứu, nó tìm không ra bệnh, rồi mới đưa nhà thương lần nữa. Thì lần này thì nó mới phát hiện ra là sạn mật, và nó đem đi cắt, nó đi cắt hết cái mật. Nó mổ hết 4 lỗ. Các tôi gọi đến khi mà tỉnh dậy đó, thì tôi thấy nó băng lên băng xuống. Cái khi tôi hỏi tôi bị cái gì thì nó nói là nó phải phẫu thuật 4 lỗ để nó cắt cái mật đi. Tôi gọi cho thầy, tôi nói thầy, tôi bây giờ hết đi thi cái gì rồi, thi cái gì mà chưa chỉ hết, nó mổ 4 lỗ kiểu nó là kể như là không thi hoa hậu được đó. Cũng phải cười, phải nói vui với thầy, tôi hết thi gì rồi thầy ơi, bây giờ nó đó. Xong cái đó là quý vị thấy nó rất là, nó gây cho mình một cái ảnh hưởng về tinh thần sức khỏe vậy lắm. Thì thôi thì sanh lão bệnh tử thì tới cũng tuổi già rồi, 60 rồi đó. Thành ra quý vị thấy có những cái câu chuyện cũng để tâm tình cho quý vị để nghe, để biết. Thì kể thêm quý vị đó là sau đó thì bà chị bà mất, thì cũng khoảng là một cái, tôi không có về được 2 năm 2000, thì cũng không có làm gì được. Rồi 7 tháng sau thì tôi có một ông anh thứ ba cũng ra đi, tháng 5 của 2021. Thì cũng may là ảnh vừa đi rồi làm tang lễ được, thì đến đầu tháng 6 là bắt đầu là cấm cửa Sài Gòn đó, nó kêu là cái gì, giãn cách hả, phong tỏa gì đó, cấm cửa, không có nhúc nhích ra ngoài được. Đó thì vừa đến tháng 10 giải tỏa xong đó, tháng 11, cái tháng 12 cái một bà chị thứ 5 đi nữa. Thành ra 2 năm á, tôi cũng bị mất hết 3 người thân. Thành ra lần này tôi về đó thì kết hợp là cúng 49 ngày cho cái bà chị thứ 5 vừa rồi. 2 năm em không về thì ở nhà hết 3 người mất. Thì thôi lần này về thì cũng làm một cái buổi lễ tưởng niệm cho ba người anh chị của mình, rồi là một số Phật sự nó còn lại. Thì để cho quý vị thấy những cái mà nó tang thương nó xảy ra, mình có chờ đợi gì được. Chỉ còn có những cái lời hỏi thăm, những cái vấn an, những cái thăm hỏi. Tôi thì thỉnh thoảng cũng liên lạc với thầy hoài, hoặc là thầy có chuyện gì rất là vui, thầy gọi thăm để thầy kể chuyện. Tôi nói khuya quá rồi, tính ra thì bên đây cũng 1-2 giờ, thì bên kia tôi mới buổi chiều thôi. Tôi nói tại sao thầy chưa ngủ được, nói tôi lo cái này lo cái kia, Phật sự thầy kể thì mình phải trao đổi với thầy. Tôi nói thiệt lâu thiệt dài tôi không nghe người trả lời, tôi tức quá cúp điện thoại. Ngày mai tôi nói thầy gọi cho tôi rồi thầy, tôi nói chuyện rồi thầy ngủ vậy. Ông nó không hiểu tại sao tôi ngủ không được, tôi gọi cho thầy nói chuyện hồi cái tôi ngủ được. Thì ra tôi là dạng thuốc ngủ, thuốc an thần.
Thành ra đó có những cái thăm hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có cần thiết, để mà mình đừng có đợi chờ, đợi tới gặp mặt mới nói. Đôi khi nó trễ rồi. Đó, gặp trong trong cái điện thoại cũng được, trong cái webcam cũng được đó. Nhưng mà quý vị biết không, thấy cũng không phải dễ đâu. Hồi xưa đó, tôi thì tôi sống ở bên đó, nó vắng vẻ, nó ít người. Thành ra tôi làm việc gì thì tôi cũng muốn live stream. Thứ nhất là cho mấy bà chị ở Việt Nam tụng kinh. Đa phần nếu mà quý vị để ý thấy, tôi chỉ có tụng kinh với là sinh hoạt của chùa thôi, chứ tôi không có một cái sinh hoạt nào khác á. Thành ra tụng kinh lễ Phật gì đó tôi đưa lên cho mấy bà chị ở Việt Nam, mấy bà theo. Nhiều khi mấy bà không đi chùa thì mấy bà nói tôi mở ra thấy thầy sáng, thầy tụng kinh thì ở đây bữa trưa 10 giờ, thì bên kia tôi 5 giờ sáng. Thì 10 giờ mấy bà ăn sáng rồi bà ngồi mấy bà nghe tụng kinh. Vậy đó, tới tai thầy, ông đó nghe, bây giờ ông là thánh lai rồi, chuyện gì cũng lai hết. Tôi nói ngộ ghê á. Cái đó cái trang nhà của tôi mở cửa tôi muốn làm gì tôi làm, chứ sao thầy la tôi. Quý vị biết không, la tôi hoài, cứ nói cái gì cũng lai trên hết. Ở đây người ta đồn thầy là thánh lai đó. Tôi nói thì chuyện của tôi tụng kinh tôi muốn cho ai nghe, người ta đi ngang người ta dòm ra nghe tốt thôi chứ đâu có sao. Quý vị biết không, không đầy một thời gian ngắn, thầy, tôi thấy lai trên đúng rồi thầy. Tôi bây giờ ở đây sinh hoạt cái gì tôi cũng cho mấy chú lai trên. Tôi hỏi tại sao vậy, thầy nói thầy, tôi mới thấy đúng á. Tại vì bây giờ cái bệnh dịch ai cũng hỏi điện thoại hỏi thăm thầy khỏe không, thầy khỏe không, không thấy thầy ai cũng lo. Còn bây giờ đó live stream vậy, người ta thấy tụng kinh lễ Phật bái sám, tự nhiên người ta cảm thấy yên tâm, có thêm một cái tinh thần, có thêm một cái chỗ dựa. Lúc nào thấy thầy cũng tu tập, tụi con cũng yên tâm, rồi tụi con nương theo đó. Có vẻ thầy khỏe không quý vị? Thành ra sau này đó mới kết luận với tôi, nói thầy, tôi thấy live stream đúng đó. Thành ra tôi cho đệ tử bây giờ tụng kinh nè, giảng pháp nè, tụng giới cũng cho live stream luôn. Đó, để người ta thấy cái năng lực tu tập của viện chuyên tu của các chúng đệ tử trong mùa Covid, mùa đại dịch. Thành ra đừng có đợi là phải đợi cái thời gian nó đẹp, thời gian nó đúng rồi, phải thời gian nó trang nghiêm mới làm. Mình cứ làm nó bình thường, mình sinh hoạt bình thường cái đời sống tu sĩ của mình, thì mình có thể mình giới thiệu trong một cái những cái người thân quen họ muốn biết. Phải không quý vị? Tôi nghĩ cái điều này nó không phải là cái điều mà nó cấm kỵ, nó cố cản. Được không thầy? Dạ thưa thầy, thầy hỏi thì tôi xin thưa, live stream thì cũng nhầm việc, nhưng mà cái chuyện gì cũng live stream thì nó kỳ lắm. Tụng kinh, bái sám, tọa thiền, thuyết pháp, giảng kinh thì mình live stream cho những người ở xa, hoặc là những người không có điều kiện tới trong cái lý do giãn cách xã hội thì được. Chứ còn mỗi chuyện đều live stream, đi ngắm hoa cũng live stream, rồi đi chợ đi mua sắm cũng live stream, đi làm móng cũng live stream nữa, thôi kỳ quá. Thầy nói như vậy có được không quý vị? Nói như vậy để thấy rằng á, tôi không có phải đợi chờ gì hết. Tôi đi mua hoa để ngày mai lễ Phật thì tôi đi, tôi giới thiệu, tôi nói trời hoa đẹp lắm nè, hoa bên đây nó đẹp. Thì cái đó 1 phút, 2 phút thôi, vậy mà cũng không chịu là làm sao? Đến một cái câu chuyện này là bức xúc đó, giờ phải nhờ phân xử đó. Thì mấy thầy trò tôi ở bên đó thì mùa đông với mùa thu thì bắt đầu nó lạnh. Thì tôi có tối nào tụng kinh thì cũng live stream cái tụng kinh cầu an vậy thôi. Thì hôm đó trúng cái ngày, gọi là cái ngày tiếng Hoa nó gọi là mù xin năng, tức là ngày mẫu tử, gọi là cái mẫu thân nạn, tức là cái ngày đó, cái nạn của người mẹ đó, tức là nói nôm na đó, mình dịch tiếng Việt là ngày sinh nhật á, cái ngày sinh con á, tức là cái ngày đó là cái ngày đau đớn cho cái bà mẹ. Thành ra cái tiếng Hoa nó gọi là mẫu xin năn đó, tức là cái ngày cái người mẹ đau đớn sanh. Thành ra cái ngày đó những cái người con họ hay làm cái cầu nguyện tưởng niệm cho cái bà mẹ của mình đó. Thì tôi ở trong chùa thì nó cũng quen vậy thôi, thì tụng kinh cầu nguyện xong rồi mấy em nó làm cho tôi một cái ổ bánh đó, rồi chiên bánh tiêu, có 10 người thôi, 10 thầy trò, nó chiên bánh tiêu lên mỗi người một cái ăn, rồi sẵn ăn cơm, nấu cái nồi bún rồi ăn, rồi có cái bánh cho thầy. Nhưng mà có một cái là ở chùa chúng tôi thì
tôi có làm cái sân khấu nó có đèn màu, đèn mờ, rồi quay, rồi chiếu chiếu, rồi nó đẹp. Thành ra mấy thầy trò mới nói thôi lên đây ngồi, rồi quay, rồi chụp hình lên ngó cho nó rực rỡ một chút vậy thôi, chơi vậy đó. Rồi đưa lên ngày tưởng niệm ngày của mẹ, đó tôi ghi vậy. Quý vị thấy có cái gì lớn lao không? Có cái gì ghê gớm không? Có cái gì mà nghiệt ngã không? Trời ơi, vậy mà tôi mới đưa lên cái hình chưa đầy một tiếng, tôi nhận một cái tin nhắn. Nói mà quý vị đọc lên mà mình nghe mình tức lên tới hở lên trên mây ấy. Tôi nói ai viết thì tôi không nói nào, quý vị chỉ cần nghe văn quý vị biết người nào rồi. Trời, người ta chỉ đưa có mấy cái hình mấy thầy trò cắt bánh này cười ăn bánh tiêu vậy đó, mà viết cho tôi đó: thưa thầy, nhiều người Phật tử gửi cho tôi cái hình, tôi thấy rằng quê mẹ đang đau thương chìm đắm chìm trong chết chóc đau thương Covid, mọi người đang khổ sở, mọi người đang chết chóc đau thương, mà thầy đành lòng thầy tổ chức sinh nhật của thầy, thầy ăn uống chỗ tôi tức kì. Thầy tổ chức sinh nhật của thầy nhìn sao nó hoành tráng quá, tôi tức kì. Tôi nói thầy, tôi ăn có cái bánh tiêu rồi thầy. Tôi không có làm cái gì hết. Mấy thầy trò tôi chơi với nhau trong phạm vi, trong một cái thiền môn quy củ, nó trong cái nhỏ hẹp, nó không có một cái gì lớn lao. Mà tôi không hiểu tại sao mà lại đem Covid vô mà dến cho tôi hoài như vậy, không cho tôi làm một cái gì hết. Covid là tôi nghĩ thầy Việt Nam á, nó cách 1/4 trái địa cầu. Tôi tuốt ở Bắc Âu ở đây á, mà Việt Nam đâu phải một mình Việt Nam bị Covid đâu, khắp nơi thế giới bị. Xung quanh cái Phần Lan cũng bị, mà trong cái chùa tôi cũng bị. Mấy thầy trò với ăn uống, quý vị thấy không? Lỡ một cái mà đưa hình mình đẹp lên là mình chết. Bây giờ quý vị xử đi coi thử là đúng hay sai. Tôi không hiểu tại sao. Thành ra bây giờ lâu lâu tôi về tôi cứ chì chiết vậy đó. Tôi nói tôi ăn có cái bánh tiêu à, tôi đâu có đợi chờ vậy đâu. Tôi đâu đợi thứ tôi hết Covid tôi mới ăn đâu. Thì trong Covid thì ăn theo kiểu Covid thôi, chứ cái gì đâu mà tôi dính dáng gì quê mẹ Việt Nam mà chết chóc tan thương đau đớn, rồi người chết la liệt, rồi đủ thứ thầy làm cho ghê gớm. Như tôi không được ăn cái bánh đó vậy đó, tôi ở đây một túi Phần Lan tôi ăn mà cũng không cho nữa, quý vị nghĩ có được hay không? A Di Đà Phật. Quý vị biết không, không có hiền lành như thế đâu. Gọi điện lập tức cho thầy liền: ông làm gì vậy? Tôi ăn có cái bánh tiêu mà chị chiếc muốn cho tôi tiêu luôn hả? Thầy mới nói thì ăn bánh tiêu ăn cái gì cũng được, nhưng đừng có đi khoe, đừng có đi khoe lên làm chi. Thầy ứa hẹn lắm, nhắn tin rất văn chương, rất nhẹ nhàng: quê mẹ chìm trong đau thương, vui cũng được nhưng mà đừng có đi khoe. Mà chì chiếc thầy nghe, trời, không phải hiền lành như vậy đâu quý vị. Nhưng mà hôm nay thì cũng thành thật là lại Phật con xin sám hối. Thật ra cũng không nên là cay nghiệt với thầy những cái chuyện như thế, nhưng mà phải nói là lúc đó trong cái suy nghĩ của cái người ở trong cái vùng mà bị bệnh nhiều, đã có nhiều Phật tử mình mất, thì trong cái tâm trạng của cái người buồn, lẽ ra mình sẽ nghĩ thoáng hơn là thầy tạo một cái năng lượng tích cực để mình bớt buồn. Nhưng mà thầy lại suy nghĩ khác đi, nghĩ là nó không có phù hợp với cái bối cảnh đó. Cho nên là đã có những cái cách cư xử nó không có phải. Rất là mong thầy khởi lượng hải hà, tha thứ cho kẻ hèn này. Được chưa? Không có nhiều cách chẳng này nữa. Tôi chỉ muốn để mọi người thấy là không phải là lúc nào là thầy cũng bị lép. Nhưng mà nói nào nay, bây giờ mình đợi chờ cái gì, quý vị thấy không? Không có đợi chờ, không có cái đợi cho nó hết dịch rồi mình mới làm cái đó. Tôi nghĩ nó không phải. Còn cái này là mình tự tìm vui trong cái lúc mà nó đem nó nguy kịch, nó khó khăn, mình giữ được cái trạng thái nó đừng có quá âu sầu. Gọi điện thoại cho thầy nghe, thầy nói toàn là thấy đau thương không. Nói thầy, hôm nay là bao nhiêu người gọi tới cho tôi, toàn là thấy nghe tin buồn không à. Rồi thầy làm cái vãng sanh đường bên kia, thầy cũng gửi hình cho tôi coi. Thầy nói hôm nay tôi phải làm. Thành ra nghe thấy nó toàn là một cái màu u ám không à, tan thương chết chóc không, rồi thì phải có một chút xíu gì đó cho nó đem nó tươi lên. Đó, mình đợi cho nó hết cái đó, mình đợi nó không được. Quý vị đấy, đợi đến bây giờ cũng đâu có còn mà có một cái hạn mức nào là nó ngưng đâu.
nay mai rồi nó lại biến chuyển, rồi nó lại thay đổi đó. Mình còn ngồi đây còn nói được, còn vui được như vậy, còn gặp quý vị, còn nói để cho quý vị có một chút thoải mái một chút ấy. Chứ còn lúc nào cũng đeo mặt nặng trong lòng á, là không biết mình sống lúc nào mà chết lúc nào, thiệt tình là như vậy. Mấy bữa rồi đó, xin lỗi quý vị, hai huynh đệ phải đi vô nhà thương nằm đó. Rồi tôi thấy tình trạng cũng nặng nề, bác sĩ tìm chưa ra bệnh rồi cứ phải rất là nguy kịch, mà giống bong bóng vậy đó. Mới vừa thấy xìu xuống đó, thấy thầy tôi thấy không ổn thế này, rồi hồi tôi thấy thầy khỏe, rồi một hồi nó thấy thầy không ổn. Tôi nói thầy, tôi không biết thầy bệnh gì nha, mà sao tôi thấy nó giống bong bóng vậy. Lúc đó bây giờ quý vị thấy tươi cười vậy đó, ngồi nó đi vô trong kia bắt đầu thở không được á. Rừng hồi nữa rồi đi Phật sự, nhưng mà quá nhiều Phật sự. Tôi nghĩ rằng á, qua cái không có cái chủ đề hôm nay của thầy là không có đợi đó, thì tôi nghĩ thầy cũng đừng có đợi cho thầy khỏe, mà thầy hãy nghĩ lúc mà thầy cần nghĩ, chứ thầy đợi lúc thầy khỏe rồi thầy mới nghĩ, thầy mới ngưng, hoặc là thầy bớt việc. Các Phật tử đa phần vì họ cũng có gặp tôi biết những người họ rất là quý thầy, họ cũng nói thầy nói thầy thuận bớt đi, bớt việc đi này kia, chứ con thấy thầy bệnh đau mà cứ cố gắng. Mà cũng có một cái phước là tôi thấy thầy cố, thầy khi mà thầy cố gắng đó thì tự nhiên nó thầy là khỏe được một chút đó. Rồi cái thầy từ đó thầy cứ lướt tới, nhưng mà cái lúc nào đó thầy biết nó đem nó sụn rồi đó, thì đó là kéo lên được đó. Thì chỉ cầu mong thầy để rảnh thời gian nhiều một chút đó, thầy đừng có đợi lúc nào thầy phải rảnh hết, không phải. Thầy buông dần thì nó sẽ rảnh, phải không quý vị? Nếu mà buông dần ra thì nó sẽ rảnh. Còn bây giờ mình không buông dần thì bắt buộc việc nó sẽ liên tiếp, nó nối tiếp nhau thôi. Hôm nay huân tu, cuối tuần tới thầy đi giảng Xá Lợi, rồi thầy phải đi Phật sự ngày mai, rồi thầy phải đi miền Trung. Thầy, tôi thấy một cái clip của thầy là tôi thấy là một cái sức khỏe cần phải có, mà trong cái mùa dịch này, thành ra thầy mong thầy thấy hết sức cẩn thận đó. Đừng có đợi mà mình khỏe hẳn làm, mà hãy làm trong cái lúc nào mà nó vừa phải sức khỏe của mình, thì cái đó là một cái điều rất là mong muốn. Cầu mong cho thầy được sức khỏe, và quý vị cũng mãi mãi là những người hỗ trợ tinh thần cũng như là phụng sự Tam Bảo một cách nó tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, trân trọng cảm ơn những cái lời nhắn nhủ đầy ân tình của thầy. Thật ra thì thưa với lại quý vị, nhân đây cũng thầy cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bà con Phật tử trong nước và hải ngoại đã lo lắng cho chùa chúng tăng và với cá nhân của thầy trong thời gian qua về vấn đề sức khỏe. Đúng là sức khỏe có biến động, thấy rất khỏe nhưng mà tự nhiên nó mệt nhanh lắm. Trước đây thì một có thể là một buổi rồi mình mới mệt, nhưng bây giờ tự nhiên mới khỏe đó, nó mệt là biết nó biến động rồi. Nhưng mà chắc phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, và các công chuyện chắc cũng phải thu xếp lại, và cũng phải giao bớt lại cho những người khác, tại cũng không làm được. Ông bà mà nói lực bất tòng tâm là đúng. Nhiều khi muốn đi lấy một chai nước uống đi không được, có gì cảm giác đi không được, cái cảm giác đó nó làm cho mình dễ bị tủi thân lắm. Tại vì mình chưa có già như ai kia mà mình còn thấy mệt, thì quý vị cứ so sánh đi, hơn tuổi thì nó phải mệt hơn, phải không? Phải tủi thân nhiều hơn. Cho nên là có cơ hội cứ lộng lẫy đi, hãy chải tóc khi đang còn tóc, hãy đánh răng khi răng nó đang còn, hãy làm đẹp khi mình đang còn đẹp, phải không? Hãy đi khi mình đang còn có thể đi tiếp, chứ đợi tới tóc không còn rồi cái xách cái lược sau gương chải cái gì. Tới khi răng không còn cái nào hết trơn mà cứ lấy bằng chải ra cái đồ đánh răng đó. Rồi tới khi mà nó xấu xí tàn tạ rồi mới lo tu bổ dung nhan thì nó chậm mất rồi. Trở lại vấn đề mà những ân tình mà quý Phật tử dành cho đó, thầy thấy rất là quý. Tuy là không có trực tiếp tới thăm thầy, nhưng mà cũng nhắn tin thăm hỏi, rồi cũng động viên an ủi bằng một vài cái lời. Thầy thấy cái điều đó rất là quý với nhau. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm
sau này mà ai có bệnh có mệt mà người khác nhắn tin ấy, mình rảnh rảnh khỏe, mình dành thời gian mình trả lời lại, đọc từng tin nhắn của mọi người đó, mình sẽ cảm nhận được cái ân tình của người ta dành cho mình. Chứ lúc mình mệt ấy, mình đừng có bực là làm phiền mình nhiều quá này kia kia nọ. Thật ra ân tình không bao giờ thiếu trong cuộc sống này. Rồi có lúc ân tình sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta nở hoa. Thì trở lại những cái câu nói mà dí dỏm lúc nãy thầy nói với lại quý vị đó, là chúng ta hãy chải đầu khi chúng ta còn có tóc, hãy đánh răng khi chúng ta còn có răng, hãy làm đẹp khi chúng ta còn có thể đẹp. Cái đẹp đây không phải là đợi cho tới đẹp lộng lẫy, mà cái đẹp này có nghĩa rằng là chúng ta có thể bằng lòng được với lại cái diện mạo của mình, cái sức khỏe của mình. Và hãy đi khi chúng ta có thể đi, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta không đi được. Sức khỏe nó là điều quý lắm, và nó cũng là cái thứ mà làm cho chúng ta dễ bị tủi thân nhất. Có những lúc mình muốn không làm được, và khi đó nhận được những ân tình của các Phật tử xa gần, nó là một cái nguồn động lực lớn. Những tình cảm của Phật tử gửi trái cây, rồi gửi bông, cho dù là chỉ gửi một cái bức hình, tự nhiên cũng thấy hay. Rồi gửi những cái câu phương châm, những câu châm ngôn nói về cái ý nghĩa của cuộc sống, về sức khỏe. Thật ra những vị Phật tử đó nghĩ rằng là con gửi cái này cũng thừa đối với sư phụ. Nhưng mà xin thưa lại quý vị, lúc mình gửi đừng có nghĩ là gửi cho sư phụ mình, mà là gửi cho một người bệnh. Tại vì khi sư phụ đọc với tư cách của một người bệnh, cho nên mình đọc những câu đó mình thấy nó hay lắm, phải không thưa thầy? Hãy làm lấy tất cả những điều tốt đẹp nhất khi còn có thể. Đừng đợi khi phải nói tới hai chữ giá mà. Thì sự đợi chờ của chúng ta đã từng hứa từng hẹn, nó mãi mãi sẽ trở thành như là một giai thoại của ước mơ. Chúng ta sẽ không thực hiện được, sẽ không làm được. Cho nên hãy cố gắng cho nhau những gì mình đang có trong khả năng của mình. Lỡ mai này không có để cho nhau, cuộc sống trôi đi không trở lại, tóc xanh giờ đã úa màu. Mấy ngày thầy bệnh nằm trong bệnh viện, chú thầy giả có mở cho thầy nghe một bài hát. Thì khi mở lên là thấy cái lời rất là hay: buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Giai điệu bài hát hay, mà cái lời của nó thấm đậm cái giáo lý vô thường của đạo Phật. Ai cũng có những nỗi buồn, ai cũng có những suy tư trăn trở cho cuộc sống của mình, đặc biệt là đối với những cái sự mà cách ngăn trắc trở. Thì chúng ta lấy cái giáo lý vô thường của đạo Phật để giúp cho chúng ta quân bình lại tư duy và cuộc sống. Lá xanh khi nó là những chồi non, nó không bao giờ nó biết một ngày nào đó nó sẽ phai màu và nó rơi xuống dưới gốc. Nhưng hành trình của chiếc lá rất là ý nghĩa, chuẩn bị để đón một mùa đông. Lá nó chuyển hết tất cả những cái dưỡng chất vào trong thân cây, cho nên lá bằng lòng chịu kiếp úa tàn. Rơi xuống đất, một phần không khí sẽ trở thành than khí, và chiếc lá đó trở thành cái chất phân, chất đất, chất mùn, tiếp tục cung cấp lại cho cái cây đó để làm nhựa sống cho thế hệ lá của đời sau tiếp tục đâm chồi nảy lọc. Khi chúng ta đang vui, chúng ta phải hiểu được rằng cuộc vui rồi cũng sẽ tan. Khi chúng ta đang khỏe mạnh, chúng ta hiểu rằng sức khỏe này rồi cũng sẽ có lúc nó sẽ bị ảnh hưởng. Khi chúng ta trên đỉnh cao của sự thành công, chúng ta cũng hiểu rằng rồi sẽ tới lúc mọi thứ phải dừng lại. Cho nên có những thứ không thể đợi chờ trong cuộc sống này, phải không thưa thầy? Vâng, như là Phật. Thưa thầy, đúng là
như thầy nói đó, thì không có nên có những cái chờ đợi. Cũng giống như hồi nãy qua cái sự mà bố thí cúng dường mà thầy đã dạy đó, không cần phải chờ là mình có nhiều. Có nhiều người thì cứ thưa với quý thầy là khi nào rồi con có nhiều tiền rồi con mới làm được cái này, nó làm được cái khác. Có những cái mà không có cần mình phải có tới đó. Tôi hay nói đơn giản thôi, tại vì ở đây tôi thấy cũng có thể có. Hôm kia nói chuyện với một vài chú đó, lúc mà còn ở ngoài đời làm thanh sinh viên đi học đó, cần phải làm tiền thêm thì phải đi phát tờ rơi. Đi phát tờ rơi một lần như vậy phải nhận 2-3 ngàn tờ để đi phát vào một cái khu vực đó thì lãnh được vài trăm đồng. Thì bây giờ đó mình đâu cần làm từ thiện làm tốt, mình đâu cần phải đợi có tiền mình mới đi lo cái khác. Mình tới mình nhận những cái giấy đó dùng người ta, để cho người ta mau hết, người ta về người ta đi học đó, người ta có nhiều thì giờ hơn đó. Thì cái điều đó tôi nghĩ cái đó nó cũng là một cái làm việc thiện, chứ không có cần phải đợi phải là nó giàu có gì mới làm. Bởi vì đó còn cao hơn á, trong cái tam đẳng luân không tịch á, thì là cái vật cúng thanh tịnh, cái người cúng thanh tịnh là hai vế. Mà cái vế thứ ba nó quan trọng nữa là cái người nhận cũng phải thanh tịnh. Thì chính như vậy cái vật cúng của mình đó là do cái công sức, do cái cố gắng của mình, thì cái vật đó nó là một cái vật đó thanh tịnh, chứ không phải là cái vật mà đi cướp bóc hoặc là đi là ăn chặn gì đó. Cái vật đó nó thanh tịnh. Và cái tâm mình đó, cái lòng mình với những cái người mà nó có liên quan đó, như thầy nói trong gia đình thân tộc đó, đều hoan hỷ để mà cúng dường, thì đó là cái thứ hai nữa, là người cúng thanh tịnh. Hai cái điều này đó là quý vị thấy đã khó rồi nha. Nhưng mà cái điều khó thứ ba nữa là cái người nhận cũng phải thanh tịnh. Mình cúng cho một vị thầy mà đạo cao đức rộng, đức độ trang nghiêm, lợi ích quần sanh nhiều, thì cái phần cúng đó nó sẽ được nhân nhiều hơn, nó cao cả hơn đó. Thành ra không phải là cứ, dĩ nhiên cái tâm mình cúng đôi khi mình không phân biệt, mình thấy việc, mình thấy vật, thấy người, rồi mình cúng, nó cũng là một trong những cái đó. Nhưng mà chiều sâu hơn để quý vị học Phật, để quý vị biết rằng là cái người nhận thanh tịnh nó còn tăng phước báo lên nhiều nữa. Ví dụ như tôi thấy qua năm ngoái, đó là cái về cái vấn đề giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam của chúng ta mất đi hai cái vị mà phải nói là hai cái gọi là cái bậc mà long tượng của Phật giáo đó. Thứ nhất là cái vị pháp chủ, cái cụ pháp chủ là quý vị thấy hơn 105 cụ viên tịch. Mà khi mà 70 tuổi mà cụ vẫn còn là cuốc đất, vẫn làm nông, vẫn không nhận cái những cái phẩm vật cúng dường của đàn Na Tín Thí tự làm, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, theo các tổ dạy. Thành ra cụ vẫn ở chùa quê, chùa làng. Rồi tới 80 cụ được là suy tôn để làm pháp chủ, cụ cũng không ra thủ đô để cụ ở những cái chùa mà cho nó đúng cái vị trí của cụ. Cụ vẫn xin ở chùa làng, chùa quê để cụ sống thanh đạm như vậy. Bữa cơm của cụ chỉ có cái gì đó, thấy đưa lên là chỉ có cái chén cà pháo, một cái bát canh rau với một cái chén cơm. Gạo thì do đồng ruộng của chùa làm. Cụ sống đơn giản như vậy. Và cái câu mà khi cụ mất mà để đời á, là có nhiều người họ tới họ nghe tin rồi nghe đức độ của cụ, họ đem tới họ cúng dường. Tôi nghĩ phẩm vật của họ cúng là lớn lắm, nhưng mà bày lên cái mâm cơm thì nó cũng chỉ đối với cụ là cái chén cà tương, cái tô canh rau, nó là cả một cái đạo nghiệp, cái sản nghiệp tu tập của cụ rồi. Họ có đem tới có nhiều lắm, tôi biết thấy trong thông tin rồi đó. Tập đoàn này, doanh nhân này tới để cúng tại cụ là pháp chủ. Nhưng mà cái câu cụ để đời đó là: chùa này tôi không có xài tiền,
tôi không có cầm tiền, tôi không có giữ tiền. Đó. Chỉ có cụ mới nói được như vậy thôi. À, còn nơi khác nó không có được. À, thành ra nhiều khi tôi hàng huy hỏi tôi nói thầy, cái này cụ nói được chứ mình nói không được. Mình đang trên bước đường mà làm Phật sự vậy, đó là mình không nói được. Nhưng ở đó để thấy rằng cái đức độ, cái sự cúng dường đó thì tất cả nó để làm cho tăng trưởng cái niềm tin của tín đồ. À, rồi cái vị thứ hai đó là vừa rồi quý vị thấy đó là Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh. Ông cụ thì là đem cái đạo Phật nhập thế vào trong cái thế gian để cho nó dễ vận hành, nhất là đối với người ngoại quốc. À, nó không có bị gò bó, bó buộc trong một số cái phần nghi lễ, nghi thức hoặc là cái truyền thống, mà ông cụ có thể cho nó nhập thế cho nó gần hơn. Thành ra năm 2018 đó, thì khi mà cụ về lại từ hiếu để mà cụ dưỡng bệnh đó, rồi cụ nghỉ đó đó, thì tôi có dịp ra Huế, thì tôi cũng đến chùa từ hiếu đó. À, nhưng mà có những câu chuyện như thế này, đa phần khi mà cụ về đó ai cũng muốn đi thăm hết. À, ngay cả trong các sư thầy, các ni sư, các quý hòa thượng, nhưng mà cụ về để trị bệnh, thành ra cụ hạn chế tiếp xúc. Rồi là ai cũng mong muốn. Năm 2018 cụ về tháng 10, thì tháng 12 tôi có về để tôi ra Huế, tôi đi một số Phật sự đó, trong đó đi cúng chùa rồi đi làm mộ tổ tiên rồi đó, thì tôi có ghé đó để tôi cúng. Thì tôi, cái tâm tôi nó đơn giản lắm, thì tôi biết cụ ở đó, cụ ở ngoài bên Pháp tôi cũng biết, nhưng mà tôi đến thăm thì tôi không có cái nhu cầu để gặp. Tôi thấy rất là nhiều người ngoài quốc cũng có, Việt Nam cũng có, đang chờ để xin thưa để gặp cụ. Nhưng mà thì giả thì cứ nói là cụ nghỉ, cụ không có tiếp xúc. Thì tôi tới sớm thì tôi có thấy cụ ngồi xe lăn đẩy ở trên cái dốc đồi bên kia đó đi. Còn ai thì cũng muốn lên để gặp, để mà thăm viếng. Tôi thì có cái suy nghĩ như thế này, tôi đến thì tôi chỉ có mua 4 chậu lan thôi, 2 chậu thì tôi xin tiến cúng cho chùa Từ Hiếu, còn 2 chậu thì tôi gặp cái thầy tri sự ở chùa đó, thì tôi chỉ thưa là tôi muốn cúng 2 cái chậu lan này cho cái thất của hòa thượng, thì chỉ mong hai mấy thầy đó là treo những cái giỏ lan đó trên đường đi thôi, để cho buổi sáng mà cụ có đi dạo đó, cụ được đẩy đi dạo, thì trên đường đi thì nó có thêm hoa đẹp tươi để mà nó chào đón cụ cũng như tấm lòng của mình thôi, chứ còn không có nhu cầu gặp. Đó, thì khi mà tôi trình thưa nói chuyện với thầy đó xong, thì tôi thấy có 2-3 bác, 2-3 bà đó ăn mặc cũng ấy lắm, thì nghe giọng Sài Gòn, thì mấy bà xin là nói muốn gặp, muốn xin được gặp. Thì cái thầy đó thầy từ chối, thầy nói không có gặp được, và thượng nghỉ và thượng đang dưỡng bệnh đủ thứ. Thì mấy bà cũng than rằng đó là tụi tôi ở xa lắm, tụi tôi đi cực khổ lắm, ra đây muốn xin gặp tại sao không cho. À, thì thầy đó thầy nói nhưng mà hòa thượng yếu, hòa thượng không có tiếp xúc nhiều được. Thì tôi nghe mấy bà cứ nhằn nhằn hoài, cứ nói là tôi cực khổ vất vả lắm mới ra tới đây, ra tới Huế rồi mà sao không cho gặp. Thì tôi mới quay lại tôi hỏi xin lỗi mấy bà ở đâu, xa là ở đâu. Mấy bà nói trời ơi, tuốt tới Sài Gòn lận đó, đi máy bay ra đây rồi đi cực khổ đi xe vô đây mới gặp. Tôi làm liền, bà xa bằng tôi không vậy, tôi 1/4 trái đất nè, về tới đây nè, về tới Sài Gòn còn ra tới đây nữa, không cần có nhu cầu gặp. Bà muốn gặp hòa thượng đó, bà gặp trên cái sách vở đó, trên cái tư tưởng của hòa thượng đó, trên cái dạy bảo của hòa thượng, cái đó là gặp nó tinh túy nhất và nó tinh hoa nhất. Chứ bây giờ đi gặp chi một cái vị hòa thượng bây giờ già đang bệnh thều thào nói không được, mà ai cũng ưng đi gặp để làm chi? Thầy khỏe không thầy? Rồi nhìn cái vậy đó, rồi thầy thì cứ gật đầu đưa tay vậy thôi, rồi vậy thôi để vừa lòng để đi về. Thành ra ngay cả cái phước điền mà thăm bệnh đó, ở trong cái luật của Bồ Tát giới cũng rất là hay đó, chứ không phải là cứ đòi tới mà cái người mình quen là đi gặp là phải tới tận mặt, nhìn tận mặt cho nó bằng vừa lòng để thấy, rồi bắt đầu ra đồn chỗ dạo này thấy xanh dữ lắm, dạo này thấy ốm dữ lắm, mất 9 kg đó chẳng hạn, ốm dữ lắm, thành ra phải thấy tội nghiệp mới được, chứ còn không phải thấy trên mạng lúc nào cũng tươi cũng vui đó, nghe thầy nói đó. Thành ra đâu có cần phải đi thăm để tội nghiệp như vậy.
đó là nó có những cái cách để mà khi mà còn gặp nhau đó, mà nó có những cái trân trọng nó đẹp như vậy. Cụ thì đó, cụ lại có một cái tuyên bố là cụ không có thích xây tháp. Có những người họ muốn thiêu xong để thờ cụ trong tháp, thì cụ mới nói rằng là lỡ xây rồi đó, một cái chùa nằm ngoài Bắc lỡ xây rồi thì cụ không muốn nhốt cụ vô trong cái hũ đó đem đến vậy. Cụ muốn là viết trên cái, trong cái tháp đó là trong này không có gì, ai tới đó coi đó, trong này không có gì. Mà nếu mà cũng không hiểu nữa đó thì viết thêm một tấm bảng ghi ở ngoài đó, ngoài này cũng không có gì. Nếu mà có còn lại đó là cái sự tu tập, cái sự hành trì, cái sự chứng ngộ của quý vị mà thôi. Thành ra đó quý vị thấy, bây giờ mình nói như vậy để mình thấy nay mai chúng ta cũng sẽ chưa biết một cái còn nhiều cơ hội để gặp nhau như thế này hay không, nhưng mà chúng ta vẫn gặp nhau ở trong những cái lời dạy bảo, những cái gần gũi, những cái thân thiện, thì tôi nghĩ nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà có một cái điều kiện mà nó đẹp, mà nó vuông tròn hơn, thì ráng hàng tháng hoặc hàng kỳ có những cái khóa tu tập mà thầy còn đến được, còn thăm được, còn gặp gỡ được, thì quý vị nên tận dụng thời gian đó. Đó, bây giờ ngồi nhà quý vị thấy đẹp đẽ không? Hơn là vô bệnh viện thăm phải không? Rồi quý vị thấy vô bệnh viện thăm thảm lắm, tay đây dây đeo rồi đó, dây đeo dây mắt rồi đó, đã vậy rồi gặp bệnh viện nó kiểm tra Covid, nó bắt mặc áo bệnh nhân đó. Trời ơi, tôi được mặc áo cho thầy tôi mắc cười quá, tôi nói thầy lần đầu tiên tôi mới thấy thầy mặc cái áo sọc dưa này đó, tại vì tới cái mùa đó nó đi kiểm tra, thành ra gặp những cái lúc đó nó không đẹp ha. Thì mong quý vị dành hết thời gian nhân những lúc này, thầy còn khỏe, thầy còn trẻ, thầy còn đẹp, chưa có đi tút nhan sắc thành ra còn gặp thì quý vị sẽ được nhiều cái lợi lạc, nhiều cái an lành. Thì tôi nghĩ như vậy thì nó sẽ là một cái điều mà nó hoàn mỹ hơn trong cái cuộc sống tâm linh của mình trong cái thời gian đại dịch này và sắp tới, nó sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn. Vâng, A Di Đà Phật, thưa thầy. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa tất cả các vị Phật tử. Như hai thầy đã trình bày nãy giờ, thì thầy xin nhắc lại những điều hết sức là cần thiết đối với lại một Phật tử của chúng ta. Thứ nhất đó là sức khỏe. Tại vì sự khỏe mạnh của chúng ta cũng không có chờ chúng ta, sức khỏe nó cũng không có đợi chúng ta. Trong kinh nói là mạng bất khả duyên, thời bất khả đại, tức là mạng sống nó không có thể kéo dài, và thời gian nó cũng không thể chờ chúng ta. Bởi vì thân thể của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây, thậm chí là một đơn vị thời gian ngắn nhất, đó là mỗi sát na, nó sẽ biến chuyển từ trẻ tới già. Hay nó khác hơn, tức là nó đang bắt đầu biến hoại, suy kiệt, và tất cả mọi thứ sẽ vô nghĩa. Cho nên đừng đợi, ngay cả sức khỏe của chúng ta. Thứ hai đó là lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Thầy muốn nhắn nhủ với các Phật tử một điều rằng đó là chúng ta phải thấu hiểu được cái cơ hội mà chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ nó không có dài. Mộc dục tịnh như phong bất định, tử dục dưỡng như thân bất tại. Cây muốn lặn gió chẳng chịu ngừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng cha mẹ không còn. Bắt đầu mình từ nhỏ tới lớn mình gần gũi cha mẹ rồi, khi mình tạo dựng sự nghiệp, khi mình nhìn lại cha mẹ đã già rồi, thì xã hội ngày nay văn minh hơn, cha mẹ thường hay ngồi lặng lẽ nghĩ đến câu vô thường, không muốn làm phiền con cái. Dù rất mệt nhưng con cái hỏi tới cũng nói mẹ khỏe.
dù muốn con cái tới thăm nhưng cũng nói thôi tụi bay bận rồi thôi đi. Cho nên hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ cũng đừng bao giờ chờ đợi. Cơ hội sẽ không tới nhiều như chúng ta. Khi cuộc hành trình đang di chuyển về phía hoàng hôn ngày một nhanh. Điều thứ ba đó là tình bạn. Chúng ta cũng không nên đợi. Bởi vì nếu không có bạn, thực ra cuộc sống của chúng ta rất là lẻ loi, rất là đơn độc. Chúng ta có bạn nhưng đừng có bè. Tức là phải là những người biết chuyện, những người hiểu mình, thì những người đó mới có thể làm cho mình tìm được cái sự bình an ở trong cuộc sống. Chứ không phải cái người đó chiều chuộng mình, chăm sóc mình hay là nâng niu mình. Xin thưa, tất cả đều có những điều kiện nhỏ nhưng người ta không tiện để tỏ bày mà thôi. Cho nên đối với là tình bạn, chúng ta cũng phải trân quý và sống cho nó đầy ân tình. Nhân đây cũng Thiền Đường cũng chân thành cảm ơn cái tình bạn của Thầy dành cho Thiền Đường suốt 1/4 thế kỷ qua. 25 năm quá đủ để cho huynh đệ mình hiểu được những chặng đường quá khứ tới hiện tại và tương lai trên con đường thừa hành Phật sự, phục vụ cho tất cả chúng sinh. Hy vọng rằng tình bạn này sẽ mãi đẹp cho đến ngày cuối cùng, như là một đóa sen tươi thắm nhất để tặng cho cuộc đời. Và điều thứ tư nữa đó là tuổi thanh xuân của chúng ta nó không có đợi. Thời gian trôi qua, cho dù chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có nhiều quyền, cũng không lấy lại được tuổi thanh xuân của mình. Đối với các bạn trẻ tu học, sư phụ muốn các con tận dụng cái tuổi thanh xuân của mình cho những việc làm ý nghĩa. Chúng ta vẫn có thể tạo dựng sự nghiệp, vẫn có thể có là gia đình, nhưng mà thay vì đi rong ruổi đuổi bắt ảo ảnh của cuộc sống hay là đua chen vui chơi, thì chúng ta hãy dành cái tuổi thanh xuân đó cho cái việc cung cống hiến và phụng sự cho xã hội, cho người thân, cho gia đình. Đó cũng là cách để gọi là tu thân của mình. Kính thưa tất cả quý Phật tử, cuộc sống luôn ẩn tàng những điều bất ngờ. Và trong chúng ta không ai có thể lường trước được bất kỳ một chuyện gì. Đây là một sự thật. Hôm nay còn trông thấy nhau, mai đã biệt ly. Đó là điều mà chúng ta có thể hiểu, có thể biết và có thể chứng nghiệm được ngay từ trong cuộc sống của chúng ta trong thời gian dịch bệnh tràn tới. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thì chúng ta có thể trở về với cát bụi. Cho nên cuộc sống này thật sự nó không dài, ngắn lắm. Nhưng không phải ngắn là chúng ta không thể làm được những việc có ý nghĩa. Cho nên hãy tận dụng thời gian, tận dụng tuổi thanh xuân, tận dụng tất cả những ân tình để chúng ta có thể làm một việc gì đó tạm gọi là có ý nghĩa cho cuộc đời. Nên quý trọng tất cả những nhân duyên, những mối quan hệ. Nên quý trọng thời gian, và điều quan trọng nhất đó là quý trọng cuộc sống của bản thân mình. Có những lúc chúng ta thất vọng, chúng ta dễ đi tới tuyệt vọng khi đối diện với sự phản bội. Đã có một vài vị Phật tử đã tới chùa tâm sự với Thầy là quyết định tìm tới cái chết. Thầy nói rồi mình cũng chết thôi con, không cần phải ép mình chết sớm như vậy, không cần phải bắt mình chết lẹ như vậy, rồi cũng phải chết. Nhưng mà trong cái thời gian từ đây cho tới khi mình chết đó, cố gắng làm một vài điều gọi là có ý nghĩa đi. Thứ nhất là thương bản thân mình một chút.
quý trọng cuộc sống một chút, quý trọng sinh mạng của mình một chút, để chúng ta làm những điều tốt nhất có thể. Mai này chết cũng được, tuần sau, tháng sau, năm sau chết cũng được, nhưng mà cái ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay, mọi người, người ta nhớ tới mình, điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta còn sống, chúng ta không phải là cái người vô dụng hoặc là người quá tệ. Hãy trân quý từng phút từng giây đối với cuộc sống này. Hãy trân trọng tất cả những duyên phận, những chân tình, và trân trọng những thứ mình đang có, dù chỉ còn lại một chiếc áo lam. Nhưng nơi đây có một trái tim của người Phật tử, biết yêu thương, biết lắng nghe, biết thông cảm, biết chia sẻ, thì cuộc sống này sẽ ý nghĩa hơn, dù ngày mai này chúng ta chỉ còn lại hình hài xương khói. Do đó không cần phải đợi chờ, đừng bao giờ hẹn khi việc thiện, khi việc tu tập, khi việc ý nghĩa đến với chúng ta. Rất mong tất cả chúng ta có thể làm được những điều này, xem như đó là món quà chúng ta tặng lại cho người thân của mình khi mai này chúng ta không còn gặp nhau nữa. Thì cho tôi vài phút ha. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị. Qua những cái buổi gặp gỡ sau 2 năm với quý vị, thật sự thì lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy trên cái hành trình bước đường tu nhân học Phật của mình, và cũng như bước đường hành Phật sự, luôn luôn có cái sự mà trợ duyên, hộ niệm cũng như là giúp đỡ của quý vị rất là nhiều. Chị xin thưa thầy một chút cái Phật sự. Thì nhân cái chuyến về này, ngoài cái chuyện sau 2 năm những cái mất mát trong người thân, thì về để làm để cầu nguyện cũng như là làm Phật sự, thì như thầy biết ở Phần Lan cũng như là nước Ý, chúng tôi phụ trách hai nơi đó, thì bên Ý thì chưa có tượng Quan Âm, bây giờ về thì đang để đi đặt cái tượng 3 mét mấy để chuyển qua bên Ý. Tôi muốn là những năm tới đó biến đổi thế nào nó cũng có một cái hình ảnh hơn 10, gần 20 năm rồi nhưng mà cũng chưa có tượng được. Rồi còn bên Phần Lan thì chuông trống Bát Nhã chưa có, nên lần này tôi về tôi đi Huế tôi làm. Thì ngày mai đó là 19 tháng 2 vía Quan Âm, thì tôi không có ra ngoài Huế được, nhưng mà có các thầy ngoài Huế để làm cái Phật sự, làm lễ rót chuông ở ngoài đó, chuông trống rồi sẽ đem qua. Nhưng mà thì tất cả cái đó thì chi phí vận chuyển và bây giờ thì nó rất là cao, nó lên gấp 3, gấp 4 lần. Thì tất cả mọi cái đều do cái sự đóng góp chung của tất cả các Phật tử. Thì trước tiên thì xin trình lên với Thầy ngày mai để Thầy có cái gia trì cầu nguyện, cũng như xin Thầy trợ duyên một chút để gieo được cái duyên với Thầy hai nơi. Tôi muốn đem cái tiếng chuông, cái trống của Việt Nam cho nó ngân nga tại cái xứ Bắc Âu, cái nơi mà nó cũng rất là giá lạnh. Và cái nữa thì nếu được xin Thầy cho phép kết duyên với Phật tử tại đạo tràng vài phút đó, để quý vị nào muốn chỉ trong vài phút thôi, chỉ nhận đúng tối đa 5 phút thôi, nếu quý vị nào muốn phát tâm thì để trợ duyên thêm cái Phật sự tại cái nơi xa xôi đó, để ngày mai bắt đầu ở ngoài Huế đúc chuông. Thì chỉ xin phép Thầy cho phép một chút như vậy. A Di Đà Phật, xin Thầy thỉnh giáo Thầy. A Di Đà Phật, lại quên mất. Thưa với lại quý Phật tử, thì Thầy đã từng tới Ý, tới chỗ chùa Viên Ý của Thầy Hạnh Bảo năm 2004, tức là đã 18 năm rồi. Một ngôi chùa nhỏ
dành cho người Việt Nam của nước Ý để sinh hoạt tu tập. Cả nước Ý chỉ có một ngôi chùa Việt Nam, thì nơi đó nó cũng khó khăn nhiều thứ. Thì đã 2 năm rồi, thầy anh Bảo có nói là tâm nguyện muốn làm một cái tượng Quan Âm, một cái Quan Âm cát là tượng bằng đá của Việt Nam, đem qua đó để làm nơi cho Phật tử tới để mà chiêm bái đảnh lễ. Nhưng mà lu bu là quên mất, thì nhân đây cũng xin mời tất cả các Phật tử chúng ta tham gia ủng hộ cái chương trình xây dựng Quan Âm cát, tượng Quan Âm này, để gieo duyên cho bà con Phật tử ở phương xa. Mình ở đây có nhiều chùa mình đi nó cũng dễ, nhưng mà xin thưa tới ý đó, thầy tới nơi thế tội nghiệp lắm, nhiều Phật tử đi tới chùa khóc. Tức là có khi mấy năm họ mới đi được tới chùa một lần. Xa xôi có khi họ đi gần cả ngàn cây số mới tới chùa. Do đó bây giờ như thế này, có 2 cách. Một đó là quý vị gửi tịnh tài lên đây trực tiếp cúng dường, có thầy Hạnh Bảo chứng minh. Cái thứ hai là thầy sẽ nhận mấy đứa con đi tới viện dưỡng tu hoặc chùa Vạn Thiền hoặc chuyển khoản, là thầy sẽ tổng kết lại để gửi cho thầy Hạnh Bảo. Trong đó có 2 số tài khoản, một là tài khoản của chùa viện dưỡng tu, một là tài khoản của thầy Hạnh Bảo trực tiếp. Mấy đứa con muốn gửi về chùa thì gửi thầy tổng kết, còn 2 cứ gửi chuyển về tài khoản trực tiếp cho thầy Hạnh Bảo. Đó. Chúng ta ủng hộ thì xin cái tượng này xin phép thầy để đạo tràng Phật tử viện dưỡng tu cúng dường toàn bộ cái chi phí của cái tượng này, thầy nói cúng dường này. Còn cái Phật sự mà pháp khí chuông trong bát nhã thì Phật tử phát tâm tùy hỷ cúng dường, bởi vì chuông trong bát nhã đó thuộc về pháp khí, pháp khí của thiền môn, tức là những vật dụng mà có thể truyền đi cái tinh thần của chánh pháp. Thí dụ như trống là đánh trống bát nhã, tức là giống lên những cái âm thanh mà khơi nguồn tuệ giác cho tất cả chúng sanh. Còn chuông thì gọi là u minh chung, tức là tiếng chuông nó có thể vang vẳng xa tới những cảnh giới tâm tối nhất địa ngục A Tỳ, chúng sanh nghe để vơi đi tất cả những phiền muộn. Thì mấy đứa con có thể phát tâm cúng dường để trợ duyên thêm những cái Phật sự pháp khí này, để gieo duyên cho các bà con ở phương xa, người ta không có điều kiện để tu tập ha. Mấy đứa con cứ tùy hỷ, A Di Đà Phật.